Kim Family Car Hải Dương xin giới thiệu với toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc Camry 3.5Q sản xuất 2009 mang biển số là 30F64972. Hiện tại xe đang được bày bán tại Family Car với giá là 605 triệu bao rút hồ sơ. Anh chị em xem xe thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0978607555 hoặc 0941337888. Dòng 3.5 này thì option nó rất là hiện đại, đầy đủ các chức năng. Em sẽ quay một vòng quanh chi tiết và sau đấy em sẽ quay nội thất máy cho toàn thể quý anh chị và các bạn cùng xem. 3.5 thôi, mọi người cứ e ngại như dòng này nếu mà mình đi kịch thì tầm 12 đến 13 lít xăng thôi, chứ không phải đến nhiều lắm như mọi người bảo là 20 lít đâu ạ. Thì những ai đi Camry rồi thì các bác có thể phát biểu và cảm nhận động cơ V6 này chạy chắc nịch xe luôn. Xe rất là đẹp, xe đẹp từ trong ra ngoài, nội thất ra nguyên bản, sơn nó rất là đều xe. Từng chi tiết nhỏ của nó rất là đẹp. Em sẽ quay qua một tí nội thất cho toàn thể quý anh chị và các bạn cùng xem qua chiếc Camry 3.5Q sản xuất 2009. Quay nội thất nhé. Chiếc xe này là ghế điện đều điều chỉnh hai ghế, chế độ ghế nhớ đầy đủ, vô lăng tự đẩy, vô lăng nhớ vị trí, túi khí phanh ABS đầy đủ. Các hệ thống option của nó rất là hiện đại, đề khóa thông minh. Xe mới đi có hơn 7 vạn thôi. Nội thất da màu đen rất là sang trọng. Các chế độ điều chỉnh ghế, ngả ghế ở hàng ghế phụ. Mà sẽ quay nội thất phía sau. Vâng, cô sẽ gửi số tài khoản cho anh nhé. Hộp tì tay, các điều khiển thêm chức năng điều hòa, volume, chế độ ngả ghế, sấy ghế đầy đủ. Hai vùng điều hòa độc lập. Điện đầy đủ, xe đầy đủ hai chìa khóa nhé. Chất xe dòng Camry này về khung sườn gầm bệ thì em cũng không phải nói quá nhiều đâu ạ. Em quay chi tiết cho các anh chị cùng bạn được xem. Động cơ V6 chia sẻ kênh của Hiền Kim, ấn vào mục quả chuông để được cập nhật video chi tiết thường xuyên hơn. Và đừng quên đến trực tiếp trụ sở giao dịch 100.5 đường Trường Chinh hoặc gọi điện trực tiếp theo số hotline 0978 607555 để được tư vấn và hỗ trợ về xe.